Xin chào các em. Chào mừng các em quay trở lại với chương trình Học trên truyền hình môn Vật lý lớp 11. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện. Cô là Lương Thị Thùy Dương, giáo viên đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về thấu kính mỏng, là một thiết bị rất quan trọng trong quang học. Trước khi vào bài, chúng ta hãy cùng xem điểm chung của các dụng cụ sau đây là gì nhé. Con mắt kính mắt. Kính lúp. Kính hiển vi. Và kính thiên văn. Đây là những ứng dụng quan trọng cơ bản của thấu kính và chúng ta vào bài ngày hôm nay thấu kính mỏng. Ở chương trình lớp 9, chúng ta đã học về thấu kính. Tuy nhiên, chúng ta hãy đi từ đầu với định nghĩa và phân loại Phân loại theo hình dạng, chúng ta chia thấu kính làm hai nhóm. Ở đây trên tay cô cũng có đại diện của mỗi nhóm thấu kính, các em có thể quan sát. Với nhóm thứ nhất, rìa của thấu kính mỏng hơn ở giữa, người ta gọi nó là thấu kính rìa mỏng. Với nhóm thứ nhất, ta thấy mặt giới hạn của thấu kính có thể gồm hai mặt lồi. Một mặt phẳng, một mặt lồi, hoặc một mặt lõm, một mặt lồi. Tuy nhiên bán kính mặt lõm lớn hơn bán kính mặt lồi. Trong hình vẽ để cho đơn giản, người ta ký hiệu thấu kính bằng một đoạn thẳng với hai mũi tên ở hai đầu như hình vẽ. Với nhóm thấu kính thứ hai, cô cũng tương tự có một đại diện. Với nhóm thấu kính này, mặt phân cách có thể là hai mặt lõm, một mặt phẳng một mặt lõm một mặt lồi, một mặt lõm, với bán kính mặt lồi lớn hơn bán kính mặt lõm. Ở trong hình vẽ để ký hiệu cho đơn giản, người ta ký hiệu thấu kính bằng một đoạn thẳng với hai mũi tên ngược lại vào nhau như thế này. Với các thấu kính đặt trong không khí, người ta có thể phân loại theo tác dụng với tia sáng của thấu kính. Các em hãy cùng quan sát thí nghiệm sau để tự rút ra kết luận. Thí nghiệm 1 phân loại thấu kính dựa trên tác dụng truyền sáng khi cô chiếu một chùm sáng song song vào thấu kính rìa mỏng các em sẽ thấy chùm ló hội tụ tại một điểm phía sau thấu kính vì thế thấu kính rìa mỏng được gọi là thấu kính hội tụ làm tương tự với thấu kính rìa dày với chùm sáng tới song song thì chùm ló lóe ra vì thế thấu kính rìa dày còn được gọi là thấu kính phân kỳ qua thí nghiệm vừa rồi, chúng ta có thể nhận thấy tác dụng của thấu kính. Chúng ta hãy cùng quan sát trên màn hình để làm rõ lại nhé. Với thấu kính rìa mỏng, tác dụng của nó là hội tụ ánh sáng. Vì thế, người ta gọi nó là thấu kính hội tụ. Với thấu kính rìa dày, tác dụng của nó làm ánh sáng phân kỳ. Vì thế, người ta gọi nó là thấu kính phân kỳ. Để nghiên cứu được sự chuyển ánh sáng qua thấu kính, chúng ta phải nghiên cứu được các đặc tính của thấu kính. Công việc đó chính là khảo sát thấu kính. Chúng ta sang phần khảo sát. Trước khi đi vào phần cụ thể, các em hãy cùng theo dõi khảo sát thấu kính. Trước hết, chúng ta phải tìm được các đặc trưng của thấu kính đó, bao gồm thứ nhất là các điểm đặc biệt như quang tâm, tiêu điểm. Thứ hai là các trục như trục chính và trục phụ. Thứ ba là các mặt phẳng quan trọng là tiêu diện. Thứ tư, giá trị đặc trưng cho thấu kính, đó là tiêu cự và nghịch đảo lại chúng ta sẽ có độ tụ. Từ các đặc trưng này, chúng ta sẽ nghiên cứu đến sự truyền ánh sáng đi qua thấu kính. Ở chương trình lớp 9, các em đã học với các trường hợp đặc biệt của tia tới, đó là tia tới đi qua quang tâm, tia tới song song với trục chính và tia tới đi qua tiêu điểm vật và chúng ta cũng sẽ xét cả những trường hợp không đặc biệt. Khi hiểu được về sự truyền ánh sáng này, chúng ta sẽ nghiên cứu về sự tạo ảnh qua thấu kính. Khi nói đến sự tạo ảnh, ta phải hiểu tính chất của ảnh, đấy là ảnh thật hay ảnh ảo, vị trí của ảnh ở đâu so với thấu kính, chiều của ảnh là cùng hay ngược chiều với vật và kích thước của ảnh là to hơn, nhỏ hơn hay bằng vật. Với tiết 1 ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu hai khía cạnh đầu tiên, đó là các đặc trưng của thấu kính và đường truyền của tia sáng qua thấu kính. Sau đây cô sẽ giới thiệu với các em một thí nghiệm để làm rõ được các khái niệm đặc trưng của thấu kính nhé. Thí nghiệm 2: khảo sát thấu kính hội tụ. Chiếu một chùm sáng hẹp có thể coi là một tia sáng dọc theo trục chính và đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ. Chúng ta thấy tia ló truyền thẳng thay đổi phương truyền của tia sáng nhưng vẫn giữ sao cho tia tới chiếu vào quang tâm của thấu kính thì tia ló cũng đi thẳng. Từ đây ta có thể kết luận các tia tới đi qua quang tâm thì tia ló đều chuyển thẳng. Người ta cũng gọi đường đi qua quang tâm và không phải trục chính này là trục phụ. Chiếu hai tia sáng song song với trục chính, ta sẽ thấy phía sau thấu kính các tia ló gặp nhau tại một điểm. Điểm này nằm trên trục chính của thấu kính và được gọi là tiêu điểm ảnh chính của thấu kính. Nếu chế chùm sáng song song tới thấu kính nhưng không song song với trục chính thì các tia ló cũng gặp nhau tại một điểm. Ta gọi đó là tiêu điểm phụ của thấu kính. Qua thí nghiệm vừa rồi, chúng ta đã hiểu được các đặc trưng của thấu kính. Chúng ta hãy cùng nhìn lại trên màn hình để có cái nhìn tổng thể. Với thấu kính hội tụ, điểm chính giữa là quang tâm trục chính đi qua quang tâm và vuông góc với thấu kính. Một trục bất kỳ đi qua quang tâm mà không phải là trục chính, ta gọi là trục phụ. Thấu kính có hai tiêu điểm chính, tiêu điểm vật F nằm trước thấu kính và tiêu điểm ảnh F' nằm sau thấu kính. Hai tiêu điểm F và F' này đối xứng với nhau qua O. Mặt phẳng đi qua tiêu điểm vật và vuông góc với trục chính ta gọi là tiêu diện. Đây chính là mặt phẳng chứa các tiêu điểm chính và tiêu điểm phụ của thấu kính. Đối xứng bên kia chúng ta có tiêu diện ảnh. Độ dài đại số đoạn OF chính là tiêu cự của thấu kính, ta ký hiệu bằng chữ f nhỏ. Đơn vị của tiêu cự là mét. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự càng lớn thì khả năng hội tụ ánh sáng của nó càng ít. Vì thế để đặc trưng cho khả năng hội tụ này, người ta có một đại lượng là độ tụ, được ký hiệu bằng d và d bằng một trên f. Với f đơn vị là mét, d có đơn vị là diop. Với một hình tổng thể như thế này, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy bị rối. Vì vậy, trong đa số các trường hợp khi xét đến đặc trưng của thấu kính, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến một vài chi tiết thôi đó là vị trí của thấu kính với quang tâm O, trục chính, hai tiêu điểm F, F' và tiêu cự F nhỏ. Chúng ta đi sang phần 2 nhỏ, đường truyền của tia sáng. Xét một thấu kính hội tụ với các vị trí quang tâm O, tiêu điểm vật F và tiêu điểm ảnh F như hình vẽ. Chúng ta sẽ xét 3 tia đặc biệt. Tia tới thứ nhất đi qua quang tâm O ở thí nghiệm chúng ta đã thấy tia này sẽ được truyền thẳng. Các em nên ghi chú lại tia tới qua quang tâm, tia ló truyền thẳng. Tia tới đặc biệt thứ hai là tia tới song song với trục chính. Khi đó, tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh F'. Và ta cũng có ghi chú, tia tới song song trục chính, tia ló qua tiêu điểm F'. Tia đặc biệt thứ ba đó là tia tới đi qua tiêu điểm vật F thì tia ló song song với trục chính. Vậy ghi chú ở đây là tia tới qua tiêu điểm F, tia ló song song trục chính. Ba tia đặc biệt này sẽ giúp chúng ta giải quyết được đa số các bài tập. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xét một chùm tia song song nhưng không song song với trục chính. Với tác dụng của thấu kính hội tụ ta thấy chùm tiên này cũng tạo hội tụ tại một điểm, người ta gọi nó là tiêu điểm phụ. Khảo sát ta thấy tiêu điểm ảnh phụ và tiêu điểm ảnh chính nằm trên cùng một mặt phẳng, vuông góc với trục chính của thấu kính. Và ở đây ta có F1 phẩy là tiêu điểm ảnh phụ của thấu kính. Một thấu kính có bao nhiêu tiêu điểm ảnh chính? Chỉ có một thôi, đó là F phẩy một thấu kính có bao nhiêu tiêu điểm ảnh phụ ta sẽ có vô số như thế ta thấy nếu chùm tới song song với trục phụ thì chùm ló hội tụ tại tiêu điểm phụ không phải tiêu điểm phụ bất kỳ mà là tiêu điểm phụ trên trục phụ song song với chùm tới ngược lại nếu ta có một chùm tới đi qua tiêu điểm vật phụ thì chùm ló sẽ song song với trục phụ Ta hãy đi tới một ví dụ để làm rõ vấn đề này. Trong một tia sáng bị khúc xạ sau khi đi qua thấu kính như hình vẽ, hãy dựng các tiêu điểm chính của thấu kính. Ở bài toán này, chúng ta đã có vị trí của thấu kính và trục chính. Theo tính chất của thấu kính hội tụ, tia ló sẽ phải đi qua tiêu điểm phụ. Để dựng được tiêu điểm phụ, trước hết chúng ta phải có trục phụ song song với tia tới. Trục phụ này cắt tên ló tại F1 chính là tiêu điểm ảnh phụ. Từ F1 hạ vuông góc với trục chính, chúng ta sẽ có tiêu điểm ảnh chính F phẩy. Ta biết F và F phẩy đối xứng với nhau có O, vì thế lấy đối xứng sang bên kia, ta có tiêu điểm vật chính F. Hy vọng với ví dụ này, các em đã hiểu được cách dựng trục phụ và tìm được tiêu điểm chính của thấu kính. Một loại thấu kính cũng rất quan trọng đó là thấu kính phân kỳ. Chúng ta hãy sang mục 3, khảo sát thấu kính phân kỳ. Tương tự thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ cũng có các đặc trưng đó là quang tâm, trục chính với hai tiêu điểm chính, các trục phụ, các tiêu diện. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ. Trong các bài toán quang học, chiều truyền sáng được quy ước là chiều từ trái sang phải. Vì vậy, vùng bên trái của thấu kính được gọi là phía trước thấu kính. Vùng bên phải của thấu kính được gọi là phía sau thấu kính. Với thấu kính hội tụ, tiêu điểm vật nằm ở trước và tiêu điểm ảnh nằm ở sau. Nhưng thấu kính vân kỳ có sự đảo ngược, đó là tiêu điểm vật nằm ở sau thấu kính, còn tiêu điểm ảnh nằm ở trước thấu kính. về quan trọng này sẽ ảnh hưởng đến cách vẽ của chúng ta. Thí nghiệm 3 khảo sát thấu kính phân kỳ. Chiếu một chùm sáng hẹp có thể coi là một tia sáng qua quang tâm của thấu kính phân kỳ. Chúng ta thấy tia sáng chuyển thẳng. Thay đổi phương truyền của tia sáng nhưng vẫn chiếu tia sáng tới qua quang tâm. Ta thấy tia ló vẫn đi thẳng. Chiếu hai tia sáng song song với trục chính, hai tia ló sẽ lóe ra và đường kéo dài của nó sẽ gặp nhau tại một điểm. Nếu khảo sát kỹ hơn, các em sẽ thấy hai đường kéo dài này sẽ gặp nhau ở một điểm trên trục chính, người ta gọi đấy là tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kỳ. Chúng ta sang mục 2 nhỏ, đường truyền của tia sáng. Chúng ta có một thấu kính phân kỳ với hai tiêu điểm F và F' đã được cho sẵn. Với các tia sáng đặc biệt, phần ghi chú hoàn toàn giống với ghi chú trong thấu kính hội tụ. Chúng ta hãy cùng đi đến từng trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là tia tới song song trục chính thì tia ló qua tiêu điểm F'. Với ghi chú này, chúng ta có tia tới song song với trục chính. Tuy nhiên ở đây F' nằm phía trước của thấu kính. Nên từ điểm tới, chúng ta phải có đường đứt nét nối với F' và kéo dài đường này chính là đường truyền của tia sáng. Với tia đặc biệt thứ hai, đó là tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng. Trường hợp này trông giống hệt với thấu kính hội tụ. Với trường hợp thứ ba, tia tới qua tiêu điểm F thì tia ló song song với trục chính. Tia tới phải ở phía trước của thấu kính, trong khi tiêu điểm F là ở phía sau của thấu kính. Vì thế, đây thực chất là tia tới kéo dài có phương đi qua F. Thì lúc này, từ điểm tới, chúng ta vẽ tia ló song song với trục chính. Các em thân mến, cách vẽ tia ló qua thấu kính, đặc biệt là thấu kính phân kỳ, làm khó không ít học sinh. Vì vậy, cô giới thiệu với các em một cách tự học, đó là có đường link mô phỏng thí nghiệm. Các em có thể quét mã QR để vào đường link này nhé. Khi các em click vào đường link trên hoặc quét mã QR, các em sẽ vào được trang này. Chọn chế độ toàn màn hình. Các em sẽ thấy ở đây người ta đã bố trí sẵn một thấu kính hội tụ. Tuy nhiên, các em sẽ thấy các từ như converging và diverging. Converging là thấu kính hội tụ còn diverging là thấu kính phân kỳ. Với thấu kính hội tụ, các em có thể chỉnh là hiện ra các tia sáng ray 1, ray 2, ray 3. Ví dụ, ta muốn quan sát tập trung vào tia sáng đi qua quang tâm thì ta chỉ bật ray 3 thôi. Các em cũng có thể điều chỉnh được các khoảng tiêu cự của thấu kính cũng như kích thước của vật hoặc vị trí của vật. Phần mềm này đồng thời sẽ giúp các em học về sự tạo ảnh qua thấu kính mà tiết sau chúng ta sẽ đề cập. Ở đây các em sẽ thấy các tia đặc biệt có thể được hiện riêng biệt. Ví dụ, tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm ảnh. Các em cũng có thể đổi thấu kính để hiểu rõ hơn được sự truyền của tia sáng qua thấu kính phân kỳ. Hy vọng điều này sẽ hỗ trợ được các em trong quá trình tự học ở nhà. Các em thân mến, chúng ta hãy cùng đi đến một ví dụ cụ thể để tìm hiểu về đường truyền của tia sáng qua thấu kính. Hình nào sau đây vẽ sai đường truyền của tia sáng? Chúng ta có 4 hình A B C D. Chúng ta cùng phân tích từng hình nhé. Hình thứ nhất. Với một thấu kính hội tụ, tia tới đi qua F, tia ló song song với trục chính. Đây là một tia đặc biệt, vậy hình này không sai. Hình thứ hai. Đây là thấu kính phân kỳ, F ở phía sau thấu kính. Tia tới đi qua F, tia ló song song với trục chính. Vậy hình này cũng đúng. Hình thứ ba. Tiếp tới qua quang tâm thì truyền thẳng. Điều này đúng với cả hai loại thấu kính hội tụ và phân kỳ. Còn hình thứ tư, chúng ta sẽ thấy với thấu kính phân kỳ, tiếp tới đi qua F phẩy không phải là trường hợp đặc biệt. Và đây là trường hợp đặc biệt của thấu kính hội tụ. Vậy hình vẽ sai ở đây là D. Chúng ta đi đến ví dụ tiếp theo hãy vẽ thêm ló trong trường hợp sau đề bài đã cho vị trí của thấu kính và loại thấu kính là phân kỳ đề bài cũng cho vị trí của tiêu điểm ảnh f và tiết tới như đã nói trước hết chúng ta phải dựng một trục phụ song song với tia tới từ f hạ một đường vuông góc với trục chính đại diện cho tiêu diện tiêu diện này sẽ cắt trục phụ tại tiêu điểm F1. Từ điểm tới, chúng ta nối với tiêu điểm phụ này, sau đó kéo dài về phía sau thấu kính sẽ được tia ló. Đây là bài toán thuận, khi các em đã biết vị trí của thấu kính cũng như vị trí của tiêu điểm. Chúng ta hãy sang một bài toán ngược. Ở đây, chúng ta có tia tới và tia ló đề bài yêu cầu xác định các tiêu điểm chính của thấu kính. Nếu các em đang xem online, các em hãy dừng hình lại và tự suy nghĩ trước khi cô đọc đáp án nhé. Nguyên tắc đầu tiên, chúng ta phải dựng trục phụ song song với tia tới. Nguyên tắc thứ hai cần nhớ đó là tia ló sẽ cắt trục phụ tại tiêu điểm phụ. Từ giao điểm này, chúng ta hạ vuông góc với trục chính sẽ có tiêu điểm ảnh chính F'. Lấy đối xứng với F' qua O, ta được tiêu điểm vật chính F. Cô hy vọng các ví dụ cụ thể này sẽ giúp các em cảm thấy dễ dàng hơn khi vẽ đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kỳ. Chúng ta hãy đi vào một vài câu hỏi trắc nghiệm. Thấu kính phân kỳ là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cầu lồi. Một khối chất trong suốt được giới hạn bởi một mặt cầu lồi và một mặt phẳng. Một khối chất trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cầu lõm. Và một khối chất trong suốt được giới hạn bởi mặt cầu lồi có bán kính nhỏ hơn mặt cầu lõm. A, B và D là các miêu tả về thấu kính hội tụ vậy đáp án ở đây là C các em lưu ý trường hợp ta xét thấu kính rìa dày là thấu kính phân kỳ khi ta đặt thấu kính này ở trong không khí với chương trình nâng cao các em có thể tìm hiểu thêm khi ta đặt thấu kính ở trong các môi trường khác ta sang ví dụ tiếp theo khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kỳ Phát biểu nào sau đây là sai? A. một chùm tiết tới song song với trục chính thì chùm tiết ló có đường kéo dài hội tụ ở tiêu điểm ảnh trước thấu kính. B. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì chuyển thẳng qua thấu kính. C. Một chùm tia sáng hội tụ tại tiêu điểm vật tới thấu kính thì chùm tia ló song song với trục chính. Và D. Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính của thấu kính. Để cho vấn đề dễ tưởng tượng hơn, các em hãy nhìn lại vào hình vẽ các tia đặc biệt khi đi qua thấu kính phân kỳ. Lựa chọn A tương ứng với tia màu xanh nước biển. Ở đây, chùm tia ló không thật sự hội tụ mà đường kéo dài của nó mới hội tụ ở tiêu điểm ảnh trước thấu kính. Vậy A không phải là phát biểu sai. Phát biểu B, tia sáng đi qua quang tâm thì chuyển thẳng ứng với tia sáng màu cam trên hình vẽ. C, một chùm tia sáng hội tụ tại tiêu điểm vật. Thì chùm ló song song với trục chính, đó chính là tia sáng màu xanh lá cây. Vậy phát biểu D sai ở đâu? Đó là nếu tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló phải có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh của thấu kính. Vậy D là phát biểu sai. Chúng ta hãy sang ví dụ tiếp theo. Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính phân kỳ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. B. Không thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng phân kỳ. C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. Và D. Không thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng phân kỳ. Các em hãy chú ý, với thấu kính phân kỳ chúng ta không thể tạo ra được chùm sáng hội tụ từ một chùm sáng song song. Ta sang ví dụ tiếp theo. Ở ví dụ này, người ta không cho loại thấu kính, chỉ nói là tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló A đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh. B chuyển thẳng qua quang tâm. C đi song song với trục chính hay d đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật. Trong bài học phần ghi nhớ về đường truyền của tia sáng, chúng ta nhớ rằng tia sáng tới song song với trục chính thì dù với thấu kính phân kỳ hay thấu kính hội tụ, tia ló cũng sẽ đi qua tiêu điểm ảnh. Vì vậy, đáp án ở đây là a, đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh. với thấu kính hội tụ, chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kỳ từ chùm sáng phân kỳ. C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. Và D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. Ở đây, đáp án sai là A có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. Bởi vì khi chiếu một chùm tới hội tụ vào một thấu kính hội tụ, chùm nó sẽ càng tăng tính hội tụ hơn, không thể là chùm sáng song song. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo nói về mối liên hệ giữa tiêu cự và độ tụ. Nhớ rằng trong bài cô đã cung cấp công thức D bằng 1 trên F chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló ra là chùm phân kỳ. Có đường kéo dài cắt nhau tại điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25cm. Thấu kính đó là A. Thấu kính hội tụ có độ tụ là 1 phần 25 đi B. Thấu kính phân kỳ có độ lớn của độ tụ là 1 phần 25 đi C. Thấu kính phân kỳ có tiêu cự độ lớn là 25cm. Hay D thấu kính hội tụ có tiêu cự là 25cm. Vì chùm sáng ló ra là chùm sáng phân kỳ, khi chùm sáng tới là chùm song song, nên đây là thấu kính phân kỳ. Vì vậy, ta chỉ còn chú ý vào lựa chọn B hoặc lựa chọn C. Ở công thức D bằng 1 trên F, F phải có đơn vị là mét. Nếu tính theo công thức đó, thì độ tụ của thấu kính phân kỳ ở đây có độ lớn là 1 chia cho 0,25 tức là 4 ốp. Vậy B không phải là lựa chọn đúng. Đáp án của chúng ta ở đây là C. Thấu kính phân kỳ có tiêu cự độ lớn là 25 cm. Các em thân mến, phản hồi của các em là những ý kiến quý giá để cải thiện chất lượng chương trình. Hôm nay cô mời các em làm một bài trắc nghiệm như đường link trên màn hình. Ở đường link này, ngoài phần nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức của bài học, cô cũng thu thập ý kiến từ người học trực tiếp để bài giảng được sinh động hơn bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo